Kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Hà Nội 18 giờ. Thưa quý vị, trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, hàng triệu người con của Thăng Long Hà Nội đã ra trận với một tâm thế kiêu hùng và một tâm hồn lãng tử, hào hoa như vậy, chị Thúy ạ. Tôi cũng đã từng nghe kể trong ba lô lính lên đường gia nhập đoàn quân Tây Tiến năm ấy, thì hầu như người nào cũng có một cuốn nhật ký kèm theo một chiếc khăn tay của người thiếu nữ. Và thưa quý vị, trong cuốn nhật ký nào thì hầu như cũng có những bài thơ về tình yêu quê hương, tình đồng đội và nỗi thương mẹ nhớ cha và lời hẹn ngày chiến thắng trở về. Dạ vâng, và sự hào hoa của người Hà Nội còn thể hiện ở trí tuệ của người Hà Nội nữa. Trí tuệ của người Hà Nội tỏa sáng ở trong rộng dài kháng chiến mà chúng ta rõ nét nhất là qua văn thơ và qua những vần nhạc. Và chúng ta có thể thấy là trong 60 ngày đêm lịch sử bi hùng như một khúc tráng ca thì đã được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng phục dựng rất là hoa lệ trong cái sự giao thoa giữa cái dữ dội kịch liệt của chiến tranh với cái sự lãng mạn và hào hoa rất là riêng của người Hà Nội. Khi mà đất nước Việt Nam là lũy thép thì riêng Hà Nội lại được ví như một cái lũy hoa, và đó là một sự chan hòa giao thoa giữa cái dữ dội kịch liệt của chiến đấu với một cái hào hoa rất riêng của người Hà Nội, hay là giữa những xe tăng này, thuốc súng, lựu đạn hay bom rơi thì người Hà Nội thì không thể thiếu hoa, và kháng chiến cũng không thể thiếu hoa. Thưa quý vị, có thể thấy rằng những thế hệ người Hà Nội thì đã đi vào các cuộc trường chinh của dân tộc với một tâm hồn vô cùng bay bổng và kiêu hùng như vậy. Họ có thể nói là một cái mảnh hào hoa ghép vào mảnh hào khí Thăng Long của Hà Nội. Và có lẽ cái dấu ấn của người Hà Nội với chiến dịch Điện Biên Phủ chúng ta phải kể đến đậm nét nhất đầu tiên. Đó là sự kiện rất đặc biệt lúc bấy giờ. Thưa quý vị, đây là chiếc áo len màu be, cổ tròn, và đây là một món quà của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng cho các chiến sĩ của ta vào mùa đông năm 1946. Chiếc áo sợi pha len thì đã được Ban Vận động ủng hộ Mùa đông binh sĩ Hà Nội tổ chức đấu giá tại Nhà hát Lớn, và số tiền đấu giá khi ấy được sử dụng để ủng hộ cho phong trào may áo trấn thủ cho các chiến sĩ. Và lúc này thì cụ Trương Văn Thìn tại Thi sách Hà Nội là người mà đã bỏ ra 3.500 đồng bạc Đông Dương, tương đương với gần 200 lượng vàng để có thể mua được chiếc áo đặc biệt như vậy. Và từ đây thì chúng ta thấy rõ những chiếc áo trấn thủ, một hình ảnh đặc trưng của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, dường như đã trở thành một biểu tượng, một hình ảnh cao đẹp gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vâng, thưa quý vị, và trong những ngày này khi mà cả nước đang kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì những người cựu chiến binh Hà Nội đã từng tham gia trận chiến lịch sử này lại đang nhớ về một thời hoa lửa, những năm tháng dặm dài kháng chiến theo tiếng gọi của Tổ quốc. Vâng ạ, và ngày ấy thì những nam thanh nữ tú của chúng ta, của Hà Thành, đã tạm gác lại những ước mơ để trở thành những chiến sĩ cao xạ bên mâm pháo, cô giao liên lấm tấm mồ hôi trên đường đưa thương binh vượt đường ngầm, và là những chiến sĩ công binh vừa hoàn thành nhiệm vụ phá núi mở đường. Những ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những ký ức đầy tự hào về thời thanh xuân tươi đẹp của cô y tá Trần Thị Thục Oanh, người chiến sĩ quân y trực tiếp làm nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc thương bệnh binh tại chiến trường Điện Biên Phủ lại ùa về. Đó là những năm tháng đầy thăng trầm nhưng cũng vô cùng tự hào của một thế hệ đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để dành cả thanh xuân và tuổi trẻ cho đất nước, cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đi, lúc bấy giờ chúng tôi chỉ là y tá, cho nên là đi cáng thương binh về thì làm nào mà phải để cáng được, cõng được anh ấy về để băng bó và để đưa dưới hầm để mổ. Thế mổ thì có bác sĩ mổ, có y sĩ mổ, y tá thì băng bó, thì cũng phục vụ ở đấy, ở dưới hầm hết. Thế là khi mà làm xong rồi, hết thương binh rồi, thì y tá lại lên trên đường để đi ra sát mặt trận để lấy thương binh về. Thế lấy thương binh về thì phải đi, phải có một vài người, một mình không cõng được thì khiêng. Đấy, khiêng rồi thì có thể là khiêng bằng tay hay cõng bằng gì đấy thì ấy, chứ còn khiêng cáng luôn bây giờ nó khó, bởi vì cái đường Điện Biên Phủ ngày xưa nó hẹp lắm. Nhớ lời bác dạy, cùng với đảng hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Lúc ấy tôi 19 tuổi mà thi đậu vào cấp 3 rồi. Thế mà trong lòng sôi sục, bỏ học
trốn mẹ để đi bộ đội. Trải qua 70 năm, hôm nay những người cựu chiến binh Điện Biên năm xưa lại cùng nhau tụ họp và ôn lại những câu chuyện thời chiến. Và không chỉ có họ, mà hàng vạn người con của Hà Nội cũng đã bỏ lại tuổi thanh xuân phơi phới để lên đường ra mặt trận. Không ít người đã hy sinh, nhiều người trở về khi thân thể không còn lành lặn. Thế nhưng họ vẫn sẽ mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô. Quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử ta. Góp vào chiến công vang dội ấy thì không thể không kể đến các văn nghệ sĩ, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa về tư tưởng. Chúng ta có thể nhìn lại thắng lợi vẻ vang của cuộc chiến tranh toàn dân này từ cái điểm nhìn 70 năm sau chiến thắng, có thể thấy rõ những dấu ấn của văn học nghệ thuật viết về đề tài Điện Biên Phủ đã trải đều trên khắp các loại hình văn học nghệ thuật, từ văn chương cho đến âm nhạc, mỹ thuật hay là cả nhiếp ảnh, sân khấu, thậm chí là cả về kiến trúc và điện ảnh nữa, đúng không chị Thùy? Vâng ạ, còn trong lĩnh vực âm nhạc và thơ ca thì đã có hàng loạt những sáng tác đầy dấu ấn trong suốt quá trình 9 năm từ lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946 cho tới chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 qua các tác phẩm nổi bật như bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, một số khác như là Sẽ Về Thủ Đô của nhạc sĩ Huy Du hay là Tiến Bước Dưới Quân Kỳ của nhạc sĩ Doãn Nho, Tiến Về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao. Vâng, và đã từng có một đoàn quân Tây Tiến không mọc tóc, khắc họa như một tượng đài được xây bằng thơ của nhà thơ Quang Dũng, và cũng đã có một Tây Tiến trong văn học sáng lên vẻ hào sảng, bi hùng của những đoàn quân chiến trường đi chẳng tiếc trời xanh. Vâng ạ, thực sự những câu thơ vừa rồi quá là ấn tượng, đúng không ạ? Và vừa có sự kiêu hùng lại vừa có một sự lãng mạn và mang một hình ảnh hiếm thấy trong những cuộc chiến khốc liệt và gian khổ. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm, giải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Vâng, thưa quý vị, và có biết đã bao nhiêu, rất nhiều những cái tác phẩm thơ văn học mang đậm giá trị lịch sử và nghệ thuật trong một cái giai đoạn này đã ra đời, và có thể nói rằng vai trò của văn hóa, văn nghệ trong thời kỳ này vô cùng quan trọng. Các đoàn ca múa nhạc từ trung ương cho tới địa phương là cả một cái hệ thống cùng hòa chung một nhịp, thế nên không thể kể hết được tất cả những đóng góp của văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội trong cuộc kháng chiến này. Vâng, những người lính Hà Nội khi ra chiến trận thì không chỉ đem theo tình yêu với Tổ quốc mà còn cả một niềm lạc quan, hào hoa, yêu đời và yêu người. Nhạc sĩ Doãn Nho, một người con của Hà Nội, một người lính, cũng đã trực tiếp tham gia chiến trận và có nhiều tác phẩm của ông đã ra đời vừa mang giá trị lịch sử, vừa mang một giá trị nghệ thuật. Dù năm nay đã 92 tuổi, nhưng nhạc sĩ Doãn Nho không chỉ hàng ngày vẫn chơi đàn như một niềm đam mê, ở ông vẫn toát lên khí chất hào hoa của một nhân sĩ Hà Thành. Mỗi khi nhắc đến những ca khúc cách mạng để đời của mình, ông vẫn như còn nguyên cảm xúc ngày nào. Ca khúc Tiến Bước Dưới Quân Kỳ, một trong 10 ca khúc truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là bản nhạc không thể thiếu trong nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Ca khúc được ra đời năm 1958 khi ông đến thăm di tích đồi A1 Điện Biên Phủ và xúc động trước sự hy sinh của đồng đội, cũng như nghĩ về sự nối tiếp của những thế hệ người lính trẻ tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng. Thì bước từ dưới chân đồi lên, tôi đã khóc rồi, bởi vì mình nghĩ đến đồng đội của mình hy sinh lớn lao đến như vậy để giành lại cái chiến thắng đó. Tất cả cái căm thù nhớ đến đồng đội hy sinh nén trong lòng, đến lúc đó viết ra cái nét nhạc
nhật ký như vậy. Từ cái nét nhạc đó, tôi viết ngay ra. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhắc tới chiến công ngàn năm xưa. Bằng cả trái tim cảm phục, lòng biết ơn sâu sắc, những thế hệ nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn Hà Nội như ông đã đóng góp những phần không thể thiếu vào những chiến công lẫy lừng của cả dân tộc trong sự nghiệp giành lại độc lập. Đó là những áng văn thơ bất hủ về cuộc chiến oai hùng, bất khuất, vẻ vang, đầy tự hào. Đội xung kích 10 người do nhạc sĩ Đỗ Nhuận dẫn đầu và đã viết ngay tại trận cái bài mà trên đồi Him Lam. Thế thì chính nhạc sĩ Đỗ Nhuận là thế hệ mà chính là người thầy sáng tác thực thụ của tôi. Bên cạnh nhạc sĩ Đỗ Nhuận là các bác Nguyễn Xuân Khoát này, rồi thì là Hoàng Vân này, rồi rất nhiều các cái thế hệ khác nữa, Lương Ngọc Trác, thế hệ nhạc sĩ của chúng tôi, những người đã sống trong kháng chiến không phải đến Điện Biên mà trước Điện Biên rất nhiều. Và thưa quý vị, ký ức về một thời hoa lửa đầy khốc liệt thế nhưng cũng vô cùng rực rỡ của những người lính thủ đô như nhạc sĩ Doãn Nho vừa cho chúng ta thấy, đúng không ạ? Vâng, trong giai đoạn này thì có một ca khúc bất hủ không thể không nhắc đến, đó là ca khúc Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao. Mặc dù ca khúc Tiến về Hà Nội được nhạc sĩ Văn Cao viết vào tháng 10 năm 1949, tức là trước ngày giải phóng thủ đô 5 năm, thế nhưng thì đã chính xác miêu tả được một cách sinh động bằng âm nhạc cảnh tượng đoàn quân giải phóng tiến về thủ đô ngày chiến thắng. Niềm vui sung sướng của nhân dân khi được tiếp quản thủ đô đúng với mong ước của những người chiến sĩ Hà Nội năm ấy trước khi Tây Tiến, đều mong mỏi có ngày trở về thủ đô trong niềm vui chiến thắng. Và nhạc sĩ Văn Cao đã hiện thực hóa những ước mơ ấy trong nghệ thuật bằng ca khúc Tiến về Hà Nội. Thì nó là cái niềm mơ ước của mọi người tham gia kháng chiến, là đến ngày chiến thắng này, lực lượng ta lớn mạnh và tiến về giải phóng thủ đô. Ông Văn Cao là ông là cái người muốn theo sát cái cuộc kháng chiến, thì ông nhìn nhận thấy là sau chiến thắng sông Lô thì là Việt Nam là bắt đầu là không sợ gì Pháp cả, và có thể có cái khả năng để có thể làm được đó. Thì trong cái thăng hoa của một người nghệ sĩ thì ông viết cái Tiến về Hà Nội, và bên cạnh đó ông viết một cái nữa là Tổng phản công. Thì hai cái đều cùng một cái tư tưởng ấy cả. Sau này khi tâm... Vâng, thưa quý vị, khi nghe lại những ca khúc này thì tôi cảm thấy như mình được ngược dòng thời gian và cảm nhận được một không khí hào hùng ra trận của những chiến sĩ ngày ấy. Và trong ngày nay thì để phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, nhiều người con Hà Nội vẫn luôn hướng về lịch sử của dân tộc thông qua những đóng góp của riêng mình. Vâng, đó là với những vần thơ và những lời nhạc. Thế còn với bức tranh panorama mà rất là được quan tâm trong những ngày này, thì thưa quý vị, họa sĩ Nguyễn Văn Mạc là một người con Hà Nội, là người mà chủ trì thực hiện bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông cùng với nhóm họa sĩ của Công ty Bảo tồn Di sản Văn hóa Hà Nội đã mang đến những bản phác thảo đầu tiên và được Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia phê duyệt. Sau đó thì mới bắt tay vào thực hiện dự án đồ sộ chưa từng có trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Hùng tráng, kỳ vĩ và đầy cảm xúc tự hào, đó là cảm nhận của bất cứ ai khi mà đứng trước bức tranh panorama đặc biệt này, tái hiện lại toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên. Và phóng viên Hà Nội 18 giờ cũng đã gặp được ông trong những ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đặc biệt. Họa sĩ Nguyễn Văn Mạc, một người con Hà Nội, là người chủ trì thực hiện bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ. Dù không sinh ra trong giai đoạn ác liệt của chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng với niềm tự hào dân tộc, trân trọng những hy sinh của thế hệ trước đã thôi thúc ông cùng nhóm họa sĩ trẻ Hà Nội quyết tâm bắt tay vào thực hiện tác phẩm đồ sộ này. Cũng đang vẽ được 3/4, thì có một đoàn 120 cháu, sinh viên của trường Đại học Xã hội Nhân văn của Thành phố Hồ Chí Minh đi tàu hỏa ra ngoài này, trong đi ô tô lên đây. Vì lúc đó là xem người ta đã quảng bá từ lúc vẫn đang vẽ, thì các cháu lên, các cháu quá xúc động. Các cháu rồi đòi chụp ảnh với chú, rồi là nói về chú ơi, đất nước mình càng các cháu nó tự hào, cho bọn cháu tự hào về dân tộc mình này, cho mọi cái. Cái điều đấy là mình rất mừng. Khi xem tranh, có lẽ nhiều người cho rằng bức tranh này được thể hiện bởi các họa sĩ kỳ cựu, nhưng trên thực tế, họ đều là những họa sĩ,
là những người con được sinh ra trong thời bình. Chính vì vậy, họ đã phải có một khoảng thời gian tự tìm hiểu, tận mắt nhìn thấy quang cảnh núi rừng Điện Biên và rồi hình dung ra toàn bộ chiến dịch để thể hiện lại trên bức tranh một cách chân thực đến vậy. Có lẽ nếu không xuất phát từ tình yêu nước, yêu lịch sử mãnh liệt và lòng tự hào dân tộc, thì chắc hẳn các họa sĩ này đã không thể làm được điều đó. Toàn bộ họa sĩ vẽ tham gia vẽ bức tranh này, tuổi quá trẻ, nhiều người chưa có đến 30 tuổi, và cao nhất lúc đó là khoảng 32 tuổi. Nghĩa là nhiều bố mẹ của họa sĩ đẻ ra, còn chưa đến Điện Biên, còn bố mẹ còn chưa đẻ, cái chứ nói của họa sĩ. Thì mình lớp trẻ làm sao bây giờ thế nào? Mình truyền đạt làm sao? Để cho các cháu nghĩa tới hiểu được. Thì cái điều này là phải nói là tôi thấy là vất vả nhất trong cái vấn đề này, để thực hiện cái này. Bằng ngoài bút tài tình, các họa sĩ tham gia vẽ tranh đã tái hiện sống động hơn 4.500 nhân vật và khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ kết hợp với phần mô hình đắp nổi. Tất cả được sâu chuỗi, kết nối tạo nên một bức tranh toàn cảnh về trận chiến Điện Biên Phủ, gây ấn tượng mạnh mẽ tới người xem. Tác phẩm không chỉ mang giá trị về lịch sử, ca ngợi tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta, mà còn là một nguồn tư liệu quý, góp phần bảo tồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.